Quý khách hàng, thì hôm nay lại tiếp tục một video dây. Em suốt ngày em làm video dây, em đăng lên cho mọi người ghiền thèm luôn ha. Thì cái con này em làm em cấp cho anh khách hàng ở ở đâu đây, ở Thái Bình thì phải. Cái này là anh làm nhạc cụ ha. Cái này là anh cắm vô cái amply, còn cái này là cái anh cắm vô cái đàn guitar bass của nhà ảnh, ảnh chơi. Thì nói chung là đồ của nhạc cụ thì người ta chơi mấy cái đồ silent để người ta cắm ra cắm vô online á, có nghĩa là cắm rút cắm trực tiếp, không có lo gì hết, không có lo là tẹt tẹt tè tè phát ra loa hay là đứt loa gì hết ha. Cái con này thì công như vậy nè, bán 400.000 cái đầu này không nha, còn dây này thì cứ em hàng vô 50.000 mét cứ làm tới. Giá này là 160.000 nha mọi người, 6 ly công mono ha, new trick, tất cả new trick hết đó, xịn chưa. Qua wow, mà tiếp tục là cái dây này em không biết khách hàng ta làm cái gì em cũng không biết luôn ha, người ta đặt thì em làm. Cái nhu cầu của người ta là từ một thằng 6 ly mono new trick ra hai thằng 6 ly new trick luôn. Kinh dị chưa đó, thì nhu cầu của khách người ta muốn sao thì em làm y chang vậy thôi. Cái này là dây, cái chỗ này là em chia ra làm đôi ha, em chia ra em dùng cái keo mà của 3M á, dán cho cái nhựa nè nó mới dính, chứ keo thường thường dán nó không có dính đâu nha. Cái này là bao bức luôn á, dĩ nhiên là không có tét ra như vậy nha. Cái này mình cố tình mình nắm mình gị thì em còn bức nữa, đừng nói thì cái dây này ha. Cái này là mình chỉ là em tách đôi cái chỗ này ra rồi em chia ra làm hai, em dùng cái keo của 3M em dán lại, rồi em dùng cái ống co nhiệt em co lại chỗ này. Chỗ này là không hề có mối nối ha, em chia dây tín hiệu ra thôi đó. Còn cố tình mà nắm mà ghi ra tét ra như vậy thì cái gì mà nó không đứt, người còn đứt, đừng nói chi tới đồ vật ha mọi người. Kế đến là cái dây này mới super VIP nè. Cái dây này là cái dây loa em cấp cho một anh khách hàng ở Tuyên Quang. Ảnh chơi dây vừa dơ dây bự mà chơi dắt cũng bự luôn, người tiền cũng bự nữa. Rồi, hàng bự chưa mọi người. Cái dắt này á là cửa hàng em đang bán ra là 400.000 một cái nha, 400.000 một cái. Mọi người không nghe nhầm nha, nó chà bá luôn nè, so với cái ngón tay của em nè. Dĩ nhiên cái lỗ này là lỗ chung, đưa vào cái jack speak công là vừa ha. Đây là hàng New Trick chính hãng nha mọi người, lưu ý dùm em, New Trick chính hãng, mã hàng là NLT4FX. Con này là 1 cộng 1 trừ, 2 cộng 2 trừ. Con này siết là nó dính chặt vô đây rồi. Cái này là mình phải hàng nha. Ảnh em hàng cho ảnh là một dây 2 một dây 3,5 m, một dây 6,5 m. Dây này là để coi đây nè, dây này là 6,5 m nè, dây này là 3,5 m. Cái này em chưa có siết nè, để em mở ra cho mọi người xem. Đây, cái kiểu cái quy cách của nó là như thế này, đó là mình phải hàng như vậy nè. Hàng cái này coi nhìn vậy chứ không phải dễ chịu đâu nha mọi người. Tại vì cái mối hàng này nó lớn, có nghĩa là cái dây này tiết diện nó lớn, mà mình để cho nó nóng quá đó là nó sẽ teo cái, nó sẽ chảy cái nhựa của cái lớp vỏ này ra. Thành ra mình phải canh sao cho cái thời gian nó vừa đủ và nó vừa chảy chì ra nha. Nó chưa chảy thiết ra đó, nó vừa chảy thiết ra cái là mình phải rút ra liền nha. Chứ mình mà không rút ra kịp á là nó sẽ tòe lè cái chỗ này ra luôn, mà nó teo luôn mấy cái ống này ha, thành ra nó rất là xấu. Thì đây là cái quy cách em làm cho khách, tức là em cắt ra em sẽ có cái ống co nhiệt em co liệt để em bảo vệ cái chỗ, cái mối nối chỗ này. Ở đây mình hàng sao cho canh, hàng này là mình phải canh riết mình quen nha mọi người, canh riết là nó quen thì canh sao nó vừa chảy chì ra đủ và vừa dính kịp nha. Để lâu quá là cái này nó tòe lè luôn á đó, thì một công nhiều khi nó lại tiết kiệm không khéo là lại hư hết luôn mọi nha mọi người. Cái này là một cộng một trừ này, còn hai cộng hai trừ vẫn còn trống ha. Thì cái này nếu mà mình dùng mà dắt, nếu mình dùng cái dây mà bốn lõi á thì mình cứ kê vô đây mình quất thôi, bốn lõi mình hàng vô tư ha mọi người. Rồi, dây này là xong, bây giờ em phặn lại thì em cấp hàng cho khách nè. Còn một cái dắt bự chà bá nữa, thì gắn vô nhìn ngầu không à. Hấp dẫn ha. Đấy. Và đây là cái jack loa bự chà bá lửa luôn nha mọi người. Em chưa bao giờ em đăng lên kênh luôn đó. Đợt này em mới đăng lên, mã hiệu là NL8FC. Cái con này là 8 chân. Thấy ghê không? Đưa vô cái jack loa của ảnh á, cái loa súp nhà ảnh mà sao mà nó chơi gì mà nó bự chà bá lửa luôn. 8 chân này ha. Em đưa cho mọi người xem. Đây nè, mọi người thấy không? Thấy vĩ đại không? Ở ngăn không? Như là con sâu ha, 8 cái chân như đây nè, đưa cáp vô đây, mình siết ốc mình vặn lại ha. Con này nó giống như cái loại dắt hai chân á, thì mình siết ốc mình vặn lại thì nó dễ hơn. Còn cái loại này thì nó hơi cực nha, nhưng mà cái gì cực nó có giá của nó, cực nó mới đảm bảo được. Thứ nhất là độ dẫn truyền là rất là tốt, tại nó là mối hàng mà, nó hàng là nó dính tuyệt đối luôn. Còn cái này là mình siết ốc thì nó cái mối tiếp xúc nó không, gọi là cái điện trở tiếp xúc của nó không có tốt bằng mình mối hàng ha mọi người. Cái gì cũng vậy, cái đó mình trực quan là mình nhìn là mình đã phân biệt được rồi, chứ không cần phải khoa học hay là gì phải chứng minh ha mọi người.
Thì cái con này giá cửa hàng em đang bán ra cũng là 400 ngàn cái ha mọi người. Cái bự này nè, bự chà bá nè, bằng cầm tay em luôn á. Chưa bao giờ em cấp được cái con bự chà bá nha. Còn lại là mấy cái dây tín hiệu quen thuộc thôi ha. À, dây micro, dây Canon. Ví dụ như là dây Canon như thế này, một cặp như thế vậy. À, dài 1 mét, cửa hàng em đang bán ra là nhiêu? 580 ngàn. Nửa mét là 530 ngàn. Còn đây là dây micro. Dây này là 8 mét. Em cấp bán hàng cho khách nè. Đó. Hấp dẫn chưa? Super VIP ha. Rồi rất là nhiều dây tín hiệu luôn. Em không có kịp trưng bày ra hết ở đây để em quay. Đóng gói em gửi hàng hết rồi. Thì khi quý khách hàng nào có nhu cầu mua sắm các cái dây tín hiệu, ví dụ này jack Canon, jack Sauli, jack 3.5, jack AV, jack Speakcom, dây loa tín hiệu, dây microphone, dây AV, dây ba lăng, dây anh ba lăng, dây đủ các trò các kiểu, từ dây tín hiệu cho tới dây loa, thì vui lòng liên lạc lại cửa hàng bên em ha mọi người. Âm thanh số Trí Tâm, địa chỉ là ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương khoảng 10 phút chạy xe máy. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này.